cho tới giờ rồi sao vậy anh còn đứng đây? Tới giờ rồi hả? Tới giờ rồi. Chết rồi, bây giờ cái bài phát biểu làm sao đọc cho nó chính xác đây? Trời đất ơi, bao nhiêu là đại biểu. Đâu cái bài biểu ở đâu? Giờ đọc cho em nghe coi. Được không? Được, em là bài giám khảo cho. Vậy em làm giám khảo giùm anh nha. Đây đây, để em. Rồi. Giờ anh làm thử nha. Rồi, làm thử anh. Anh làm thử nha. Thôi. Alo. Alo. Nghe. Vậy mình khỏi cần nói cho alo. Rồi, ok. Rồi. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, ngày hôm nay là một cái ngày trọng đại, là một cái ngày vĩ đại, nó cũng là cái ngày cực đại. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay tôi rất được vinh dự được đứng đây đọc cái bài phát biểu trong cái buổi lễ mà nhậm chức ngày hôm nay. Anh hả? Nhậm chức chứ. Trước khi anh vô là em biết biết bao nhiêu là ông rồi. Không được. Ông nào cũng đọc là nhận chức hết. Không được. Được. Không được. Nhậm chức chức mới đúng. Nhậm chức mới đúng. Coi gì hỏi ông kia được kìa. Các bạn thân mến, trên thế giới này hiếm có ngôn ngữ nào chứa nhiều từ tượng hình và tượng thanh như tiếng Việt của chúng ta. Tuy nhiên, dù tiếng Việt đẹp là thế, nhưng vẫn có nhiều người Việt hay nhầm lẫn trong cách sử dụng từ ngữ. Vì thế, chương trình Mỗi tuần một từ ngữ ra đời, với mong ước lấy lại vẻ trong sáng của tiếng Việt. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về từ nhận chức hay nhậm chức. Theo nghĩa Hán Việt, nhậm trong từ nhậm chức là gánh vác công việc hay lãnh nhận nhiệm vụ. Còn chức là chức trách, là việc quan, là bổn phận. Vì thế, nhậm chức có nghĩa là giữ chức vụ, là gánh vác, là đảm đương chức vụ do cấp trên giao cho. Để dễ nhớ, chúng ta học thuộc câu này: cấp trên bổ nhiệm, cấp dưới nhậm chức. Nhiệm hay nhậm cũng giống nhau. Trong khi đó, từ nhận chức trong tiếng Hán Nôm thì nhận là tiếp đón, là chịu lấy hay lĩnh lấy. Cho nên nhận chức là nhận chức vụ, nhưng không diễn tả được trách nhiệm của chức vụ ấy. Theo nghĩa Hán, nhận là nhìn, là biết, là chịu, là bằng lòng. Cho nên nhận chức không có nghĩa gì cả. Còn theo nghĩa Nôm, nhận được hiểu trong tương quan với trao. Trao và nhận có tính cách bình đẳng. Thí dụ, tôi trao, anh nhận. Còn nhậm được hiểu trong tương quan với dâng. Dâng và nhậm có tính phẩm trật. Thí dụ, con dâng Chúa nhậm. Cho nên chúng ta cầu nguyện, xin Chúa nhậm lời chúng con, thì đúng hơn là câu xin Chúa nhận lời chúng con. Do đó, dù theo từ Hán Nôm hay Hán Việt, thì từ nhận chức đều không có nghĩa diễn tả được trách nhiệm đối với chức vụ. Do đó, từ đúng phải là nhậm chức. Chúng ta có những thí dụ sau đây. Thứ nhất, ông ấy vừa nhậm chức giám đốc ngân hàng. Ví dụ thứ hai, Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Ví dụ thứ ba, thánh lễ nhậm chức của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về từ nhận chức và nhậm. Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ tẩm liệm hay tẩn liệm.
Mến chào tạm biệt các bạn.